Thưa cha, trong bài tin mừng Chủ nhật 33 thường niên có nói về những dấu chỉ của ngày sau cùng tận thế. Có một số câu con không hiểu nổi. Thứ nhất là Chúa nói sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Thứ hai, Chúa nói người ta sẽ điều các con đến trước mặt vua Chúa quan quyền vì danh Thầy, các con sẽ có dịp làm chứng. Thứ ba, cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con. Như vậy thì những thắc mắc này chính là những thắc mắc về bài tin mừng của ngày hôm nay tôi vừa đọc cho anh chị em nghe đấy. Và tôi tưởng là những thắc mắc này không phải chỉ của một người đâu, mà rất nhiều anh chị em tín hữu lấy làm khó hiểu. Và hơn thế nữa, từ cái chỗ khó hiểu, nó có thể dẫn đến những quan niệm và những hành động sai lầm. Chẳng hạn như là anh chị em đã từng đọc những cái tờ thư truyền tay nhau để nói về bí mật của Đức Mẹ, tận thế đến nơi rồi, động đất rồi thì rụng sao với rụng trăng gì đó, tôi cũng có dịp đọc. Và nhất là trong khung cảnh cuối cùng của năm phục vụ những ngày cuối cùng này, thì bao giờ Hội Thánh cũng cho những cái bài tin mừng được gọi là diễn từ trung luận. Thành thử ra tôi nghĩ nhân cái thắc mắc này thì chúng ta dành ít phút để giúp nhau hiểu hơn những cái diễn từ trung luận. Có lẽ điều đầu tiên phải nói với anh chị em là những cái diễn từ trung luận, tức là những bài giảng của Chúa Giêsu về ngày cánh chung, về ngày tận thế đó, nó được viết theo một thể văn mà người Do Thái gọi là thể văn khải huyền. Và trong bộ kinh thánh Kitô giáo của chúng ta thì anh chị em còn nhớ cuốn sách cuối cùng là sách Thánh Khải Huyền. Khải Huyền là làm sao? Khi mà người Âu Châu người ta dùng chữ Apocalypse chẳng hạn đó, thì người ta chỉ lấy từ cái tiếng Hy Lạp nguyên văn người ta lấy lại. Và cái chữ Apocalypsis của Hy Lạp đó, nó cũng được dịch ra những ngôn ngữ Âu Châu là Revelation, mà chúng ta gọi là mặc khải. Cho nên mình dịch là khải huyền hay là khải thị hay là mặc khải, cái nghĩa nó vẫn giống nhau. Có nghĩa là vén cái tấm màn ra để nhờ đó mình nhìn thấy cái bí mật ở bên trong. Cái bí mật ở đây là bí mật của Chúa chứ không phải là bí mật của người đời. Khải huyền. Những bài giảng của Chúa Giêsu về ngày cánh chung, ngày tận thế được viết theo thể văn khải huyền, là một thể văn rất thịnh hành ở bên Do Thái vào thế kỷ thứ nhất trước và sau Chúa Giêsu. Người ta ước đoán nó kéo dài khoảng 150 năm. Và khi người ta sử dụng cái thể văn khải huyền như vậy, thì người ta sử dụng những hình ảnh, những màu sắc, những hình tượng. Mỗi một hình ảnh và màu sắc như vậy, con số chẳng hạn, nó có ý nghĩa của nó. Cái này quan trọng lắm. Cho dẫu chiều thứ tư không phải là cái lớp kinh thánh chuyên biệt, nhưng mà tôi đã từng nói với anh chị em rồi, khi mà mình đọc kinh thánh, một trong những cái rất quan trọng là phải phân biệt cái mà người ta gọi là văn loại. Anh chị em còn nhớ văn loại,
Bây giờ một cách đơn giản, anh chị em và tôi đi lễ xong, người ta bách bộ đi ra ngoài đi lợi, ta vào Pahasa chẳng hạn, ta nhìn trên cái giá sách biết bao nhiêu là sách, nhưng mà tất cả những cuốn sách đó nó có cùng một loại với nhau đâu. Có sách lịch sử này, có tiểu thuyết này, có thi ca này, có sách dạy nấu ăn này, có sách dạy các cô những cái nghề khâu vá này, biết bao nhiêu loại sách khác. Và mỗi một loại sách như thế, có phải anh chị em và tôi phải đọc một cách khác nhau không? Mình đọc cuốn tiểu thuyết giống như là mình đọc kinh thánh ấy, thì đâu hẳn. Còn mình cũng không thể đọc cuốn sách lịch sử theo cái kiểu như là mình đọc tiểu thuyết hay là thi ca. Cho nên nó có nhiều văn loại. Và ở trong kinh thánh của chúng ta cũng vậy, kinh thánh là tổng hợp của nhiều tác phẩm, và mỗi một tác phẩm được viết theo những văn loại khác nhau. Và chính vì chúng ta không phân biệt cái văn loại đó, cho nên trong lịch sử của hội thánh đã có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Chẳng hạn, 11 chương đầu của sách Sáng Thế mô tả về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, vạn vật, con người, rồi cảnh địa đàng, rồi con người sa ngã, rồi lụt hồng thủy. Đấy. Thế thì anh chị em và tôi, nếu mà mình đọc 11 chương đầu của sách Sáng Thế như là một cuốn sách lịch sử theo cái nghĩa hiện đại, chẳng hạn như là ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam được hoàn toàn giải phóng. Đấy, khi người ta viết như vậy có nghĩa là người ta viết một sự kiện lịch sử, ngày đó, tháng đó, giờ đó xảy ra cái sự kiện đó. Thế nếu mà chúng ta đọc 11 chương đầu của sách Sáng Thế theo cái kiểu như thế, thì anh chị em và tôi sẽ tin chắc chắn rằng Chúa tạo dựng con người ta bằng cách là Chúa lấy đất sét nắn thành hình người, thổi hơi vào lỗ mũi nó thành người. Thế rồi đến khi mà mình là một sinh viên, các bạn trẻ đây chẳng hạn, bước vào ngưỡng cửa đại học, nghe thầy giáo giảng về thuyết tiến hóa, thế là cảm thấy lúng túng. Như vậy hóa ra là từ bé giờ tôi tin là Chúa dựng nên con người bằng cách là Chúa lấy đất, Chúa nắm hình người, thổi vào lỗ mũi, thì đức tin của tôi không đúng à? Lỗi đâu có phải ở kinh thánh, lỗi ở mình á. Mình không học giáo lý, mình không hiểu kinh thánh. Mình đã đọc 11 chương đầu của sách Sáng Thế theo cái văn loại lịch sử, đang khi thực ra không phải vậy. Hay cái vụ án Galilee thì cũng thế thôi. Mình mở sách Giô-suê ra, có một đoạn ông Giô-suê ông đuổi theo quân thù, trời sập tối, ông mới đứng ông mới xin Chúa là cho mặt trời đứng lại để ông mới đuổi theo quân thù đánh cho nó đã, rồi Chúa cũng cho mặt trời tắt. Dựa vào cái câu đó ông mới xin Chúa cho mặt trời đứng lại. Như vậy thì có nghĩa là mặt trời nó phải đi chứ, thì bây giờ mới xin cho nó đứng chứ. Và từ đó mình quan niệm rằng mặt trời quay chung quanh trái đất. Đến khi mà những nhà khoa học người ta nói là không phải vậy, trái đất quay chung quanh mặt trời, thế là mình tá hỏa tam tinh nên mình bảo là rối đạo, rồi mình kết án người ta. Mãi đến bây giờ Đức Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị của chúng ta phải xin lỗi về vụ án Galilee ở trong hội thánh. Anh chị em thấy không? Thế
cho nên là khi mình đọc Kinh Thánh, mình phải phân biệt được cái phân loại. Cuốn sách này viết theo thể thi ca, cuốn sách kia viết theo thể lịch sử, cuốn sách nọ viết theo thể giáo huấn. Ngay cả trong một cuốn sách Tin Mừng theo Thánh Luca chẳng hạn, thì có cái phần này viết theo lịch sử, phần kia viết theo một thể văn khác. Phải phân biệt. Tôi nhắc lại cái điều đó vì nó rất là quan trọng. Và bởi vì những diễn từ chúng luận, những bài giảng của Chúa Giêsu về ngày tận thế là Ngài sử dụng cái thể văn khải huyền. Chúng ta phải biết cái thể văn đó, mình mới lĩnh hội được lời Chúa nói với mình. Nếu không là mình sẽ bám ngay vào đó để mình tuyên bố nhật thực tận thế đến nơi rồi. Tôi là mua mì gói thôi. Và mình cứ nghĩ như thế là mình đạo đức. Không có đạo đâu. Thế cho nên cái điều xác định đầu tiên đó là tôi nhắc anh chị em, những bài giảng của Chúa về ngày tận thế được viết theo thể văn khải huyền và rất khó hiểu. Cho nên chúng ta phải có cơ hội tìm hiểu, học hỏi cho kỹ. Thế thì ẩn ở trong tất cả những bài giảng được viết theo thể văn khải huyền mà chúng ta gặp được ở trong Kinh Thánh Kitô giáo, những bài giảng của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthew, Tin Mừng Marco, Tin Mừng Luca, rồi cả một cuốn sách khải huyền. Còn nếu mà trở lại với Cựu Ước, anh chị em sẽ đọc được sách Daniel chẳng hạn. Đấy, hàm ẩn trong tất cả những bài giảng đó là cái gì? Là một niềm xác tín căn bản của người Kitô hữu, xác tín rằng lịch sử mà chúng ta đang sống đây không phải là vô nghĩa, nhưng lịch sử này được Thiên Chúa hướng dẫn và chắc chắn nó sẽ đi đến một cùng đích mà sách khải huyền mô tả một cách hình tượng, là sẽ con không còn nước mắt, không còn khóc lóc, không còn đau thương. Lúc đấy Chúa sẽ là tất cả mọi sự trong tất cả mọi người. Đấy, cái xác tín căn bản là như vậy. Cái lịch sử này nó không có vô nghĩa, mà Chúa hướng dẫn lịch sử này để dứt khoát là nó phải đi tới một cùng tận thật là tốt đẹp. Và anh chị em đừng quên rằng cái cuốn sách khải huyền của Thánh Gioan được viết ra trong khung cảnh của một giáo hội đang bị bắt bớ và bách hại. Chính trong cái khung cảnh mà giáo hội đang bị bắt bớ, bị bách hại như thế, Ngài viết cuốn sách khải huyền để nâng đỡ niềm tin của người ta. Hãy tin tưởng chắc chắn là Chúa đang có mặt ở trong lịch sử này, và Chúa dẫn chúng ta đến một cùng đích tốt đẹp, cho dẫu chúng ta đang phải đối diện với những thử thách gian nan. Thì cái xác tín căn bản nó là chỗ đó. Thế thì đối với người Kitô hữu chúng ta, cái tận cùng của lịch sử đó là khi Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Anh chị em vẫn đọc Kinh Thiên Kính như vậy. Chúng ta gọi đó là ngày quang lâm của Chúa. Thế thì bao giờ ngày quang lâm nó xảy ra? Chúng ta không biết. Thế nhưng mà Chúa cho mình một số những cái dấu chỉ. Dấu chỉ thứ nhất đó là những cơn bất bớ và bách hại. Nó thành thử ra người viết cho tôi cái thư thắc mắc này nói rằng
người ta sẽ điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Cha mẹ anh em bà con bạn hữu sẽ nộp các con. Đấy là một trong những dấu chỉ về ngày quang lâm của Chúa. Trước khi Chúa trở lại trong vinh quang, nó sẽ xảy ra cái tình trạng mà người Kitô hữu bị bắt bớ, bị bách hại. Bị bách hại không phải là từ phía vua chúa quan quyền của thế gian mà thôi, mà còn bị bách hại ngay từ giữa gia đình của mình. Cha mẹ anh em bạn hữu sẽ nộp các con. Cái dấu chỉ thứ hai đó là những cuộc chiến tranh và những tai họa, chẳng hạn như là động đất gì. Thế cho nên khi anh chị em đọc những bài giảng này, anh chị em mới thấy là Chúa nói sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi. Thế rồi ngoài những cái tai họa ở trên đất này, lại còn có cả những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điểm lạ gặp thể. Tất cả những cái này nó là những dấu chỉ báo trước ngày Chúa quang lâm. Nhưng mà thực sự khó lắm. Khó làm sao? Là bởi vì chính Chúa Giêsu nói là ngày tận thế thì chính con người cũng không biết là ngày nào giờ nào. Thế cho nên là khi mà có một số anh chị em cứ loan báo là năm này thì tận thế, năm kia tận thế, thì quả là anh chị em thông minh hơn cả Chúa. Bởi vì Chúa không biết, mà mình biết thì mình giỏi quá. Nhưng mà nói cái điều đó ra mình mới thấy nó lố bịch. Và đã bao nhiêu lần xảy ra như thế rồi, chứ không phải là không. Cứ loan báo năm này tận thế, năm kia tận thế. Chính Chúa nói là Chúa không biết đâu. Thành thử ra nó có một cái nguy cơ là quả thật Chúa Giêsu đã nói trước ngày quang lâm của con người thì có những cái dấu chỉ như là bắt bớ, bách hại, như là chiến tranh, như là tai họa, như là những điềm lạ ở trên trời. Thế nhưng bởi vì Chúa không xác định rõ ngày nào Chúa đến, cho nên chúng ta dễ bị rơi vào cái cơn cám dỗ là mỗi một khi mình thấy động đất chẳng hạn thì mình bảo tận thế rồi. Nếu mình thấy xảy ra chiến tranh thì tận thế đến nơi. Và mình cứ loan báo như vậy, rồi người ta chả thấy nó xảy tới. Đâm ra người ta cho rằng những người theo đạo là những người dốt nát, mê tín, dị đoan. Và cái công việc mà chúng ta tưởng là đạo đức, hóa ra lại là cái công việc khiến cho người ta có ác cảm với đạo nhiều hơn. Nó nguy hiểm cái đấy. Thế thì thái độ nào mà chúng ta phải có? Chúa Giêsu muốn chúng ta có cái thái độ này. Ai bình đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát. Tức là mình nuôi trong lòng mình một cái niềm tin tưởng và hy vọng chắc chắn rằng Chúa đang có mặt trong cuộc đời. Và cho dẫu có những cái mình cảm thấy như thể là đau khổ, ngược đãi, nhưng mà mình tin tưởng rằng Chúa dẫn cả cái lịch sử nhân loại này đến một cùng đích tốt đẹp nhất. Và vì vậy, dù phải sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh chị em và tôi cố gắng để nuôi dưỡng đức tin, để sống gọi là bền đỗ, tức là kiên trì trên con đường của phúc âm. Đấy là cái thái độ mà tôi nghĩ Chúa Giêsu mong đợi nơi chúng ta. Chứ không phải là mình ngồi để mình chẩn đoán cái này, cái khác. Thế cho nên thưa anh chị em, hôm nay nhân cái thắc mắc
nó liên hệ cụ thể đến bài phúc âm không phải chỉ của hôm nay, mà là những bài phúc âm của suốt tuần này và sang cả mùa vọng nữa. Nên chị em sẽ nghe những bài phúc âm tương tự, đó là những cái bài được rút ra từ những diễn từ trung luận, bài giảng của Chúa Giêsu về ngày cánh chung, về ngày tận thế, có thể làm cho chúng ta cảm thấy khó hiểu. Thì tôi xin gợi một vài cái điểm mà tôi cho là chính yếu thôi, chứ tôi cũng không có dám khai triển nó quá dài và nó quá sâu, để chúng ta nắm được cái ý nghĩa chính là như vậy. Những bài giảng đó Chúa Giêsu gieo vào trong lòng chúng ta niềm tin tưởng chắc chắn rằng Thiên Chúa có mặt trong lịch sử, và Thiên Chúa hướng dẫn lịch sử này đến cùng đích tốt đẹp nhất. Và vì thế, với niềm tin và niềm hy vọng như vậy, dù phải sống trong hoàn cảnh khó khăn thế nào đi nữa, chúng ta nuôi dưỡng đức tin và kiên trì sống đức tin, sống con đường phúc âm của Chúa Giêsu. Đấy là cách mình chuẩn bị để đón nhận ngày quang lâm của Chúa tốt nhất, bất cứ Chúa đến vào lúc nào và giờ nào. Thưa anh chị em, với tâm tình như vậy, chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Xin anh chị em đứng lên. Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc đời chúng con đang sống hôm nay, có những người bảo rằng kiếp người chỉ là những ngày sống trên trần thế và sau đó là hư vô, chẳng còn gì. Vì thế sống được bao lâu thì phải tận dụng bấy lâu, tận dụng mà hưởng thụ, tận dụng mà chiếm hữu. Lại có những người chứng kiến biết bao đau thương răng mắc trong cuộc đời từng giây từng phút, đời mình và đời người, để rồi nghĩ rằng không thể nào có Chúa ở trong cuộc đời này. Thật chúng con lạy Chúa Giêsu, tin vào lời Chúa, chúng con tin rằng Chúa đang có mặt trong cuộc đời mỗi người và trong cả lịch sử của nhân loại. Chúng con tin rằng Chúa dẫn dắt lịch sử này đến cục đích tốt đẹp nhất, đến vương quốc công chính, thánh thiện, yêu thương và an bình. Vì thế, cho dẫu cuộc sống còn rất nhiều đau khổ, thử thách, cho dẫu cuộc sống đầy rẫy những cái trái tai gai mắt, xin Chúa nâng đỡ niềm tin yếu kém của chúng con, để chúng con vẫn dám sống niềm tin, niềm xác tín rằng Chúa đang có mặt trong đời chúng con và Chúa dẫn dắt chúng con về cục đích tốt đẹp nhất. Anh chị em nhớ lại là sau khi mình đã suy nghĩ về Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu này, bắt đầu trong Chúa Giêsu đang suy nghĩ về con người, dựa vào mặc khải, dựa vào lời Chúa, mình đã thấy là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa rất tốt đẹp. Rồi con người khi mà nhìn vào trong cái thực mà mình đang sống đó, khám phá ra con người là xác và hồn duy nhất, và nó rất quan trọng cho đời sống luân lý đạo đức của mình. Thế hôm nay thì là tôi đi tiếp cái đề tài con người sang nhà. Thỉnh thoảng đọc báo chí bây giờ, anh chị em nghe người ta nói là ở trong giáo hội mình đó có một cái nhu cầu cần phải hội nhập văn hóa. Nghĩa là cái gì? Nghĩa là tin mừng của Chúa Giêsu được rao giảng đâu có phải là chỉ ở đất Do Thái, đâu có phải chỉ ở Pháp,
mà là trên toàn thế giới, cho tất cả mọi dân tộc. Và mỗi một dân tộc thì người ta lại có một cái nền văn hóa khác. Tin mừng của Chúa Giêsu phải thấm nhập vào trong cái nền văn hóa đó, để những người dân ở trong cái đất nước đó họ cảm thấy được là tin mừng đó gần gũi với họ. Cái chữ hội nhập văn hóa đó nó diễn tả một vấn đề rất lớn nhé. Thế nhưng mà tôi có ý nhắc tới thoáng là bởi vì tôi thấy mình sống ở Việt Nam, xung quanh chúng ta anh chị em ở ngoài giáo hội Công giáo đông lắm. Công giáo mình ở trên đất nước này chỉ có 10% thôi. Xung quanh chúng ta những anh chị em đông lắm. Và ảnh hưởng của Phật giáo, của Khổng giáo, của Lão giáo rất nhiều. Và vì thế mà có lẽ nói đến hội nhập văn hóa thì phải có những người nghiên cứu về Phật giáo, về Khổng giáo, về Lão giáo, để người trình bày tin mừng của Chúa Giêsu cho nó có khả năng đáp trả cái tâm tư của người Việt Nam. Cái thỉnh thoảng mà nghĩ đến Phật giáo đó thì thú thật với anh chị em là tôi hay nghĩ đến cái điều này. Ở bên nhà Phật thì nói vô ngã, và bên Công giáo mình Thánh Phaolô nói đến mầu nhiệm tự hủy của Chúa Giêsu. Và không phải là của Chúa Giêsu mà thôi, nhưng mà khi chúng ta theo Chúa Giêsu đó thì cái mầu nhiệm tự hủy nó phải trở thành chính nghiệp. Thế thì thỉnh thoảng tôi cứ nghĩ xem là giữa cái vô ngã và tự hủy, vô ngã của nhà Phật, tự hủy của Kitô giáo, nó có cái gì giống nhau không? Mà tôi nghĩ nếu mà mình khám phá ra được cái nét thì giống nhau đó, thì nó có thể là cái bước để đi đến đối thoại và gặp gỡ vô ngã và tự hủy. Có lẽ là một đề tài lớn đấy, nếu mà có thì giờ mà nghiên cứu mà suy tư cho đến nơi đến chốn. Thế ở đây thì tôi chỉ có ý nhắc tới cái điều đó là bởi vì tại sao mà Đức Phật lại nghĩ đến cái chuyện vô ngã? Tại sao mà Ngài lại khám phá ra được để đạt đến cái tình trạng vô ngã? Là bởi vì Ngài muốn đi tìm con đường cứu nạn, cứu khổ, con đường giải thoát con người ta khỏi cái khổ. Theo như Thượng tọa Thích Mật Thể trong một cuốn sách mà tôi đọc đó, thì Thượng tọa kể lại rằng Đức Phật Thích Ca ngày xưa là một hoàng tử trong triều đình nhà vua ở miền Trung Ấn Độ. Mà anh chị em biết rồi, nước Ấn Độ là một nước mà trong đời sống xã hội họ chia ra từng giai cấp. Mà cái giai cấp mà thứ dân đó, giai cấp như là mạng dân đó, khổ vô cùng. Mà ngoài cái giai cấp đó ra lại còn có những người mà ở bên lề xã hội cũng khổ. Nhưng mà hoàng tử thì đâu có biết đến cảnh khổ đấy, ở trong triều đình ăn ngon mặc đẹp. Cho đến một hôm thì hoàng tử mới đi theo vua cha để đi ra ngoài dạo. Ngài mới thấy những cái cảnh khổ, những người già, những người bệnh tật, rồi những người nghèo đói. Lúc đấy Ngài mới thấy khổ là gì. Thế rồi về thì Ngài cứ thao thức cái chuyện đó và không còn tha thiết gì với những cái sung sướng hưởng thụ ở trong triều đình nhà vua nữa. Nhà vua bắt đầu để ý con mình như thế, rất là lo sợ, và ra lệnh cho binh lính là phải canh phòng cẩn thận, sợ là hoàng tử trốn đi ra ngoài. Nhưng mà cuối cùng hoàng tử nhất định trốn ra ngoài để lên đường đi tìm con đường giải thoát người ta khỏi cái khổ. Thế cho nên là cái vấn đề đau khổ nó là cái khởi nghiệp để cho Đức Phật đối diện, và đồng thời Đức Phật đi tìm cái phương cách giải thoát con người. Nhưng mà tôi lại nghĩ là cái khổ mà lúc bấy giờ đó hoàng tử sau này thành Phật Thích Ca thấy, nó là cái khổ của những người nghèo, những người nằm vệ đường, những người đau đớn bệnh tật. Mà chắc thì những người mà không bệnh tật, những người mà còn trẻ trung như các bạn trẻ thế này, những người mà không nghèo nhưng mà có tiền đàng hoàng, có chắc là sướng không? Có chắc là sướng không? Hình như không chắc lắm đâu. Làm minh mục thì được một cái thú vị thế này, là tiếp xúc với các mọi người ở mọi thứ khác trong xã hội.
Và qua cái tiếp xúc đó thì tôi có cái cảm nhận chả mấy ai sướng. Hay là người ta thường đến với mình để người ta kể khổ đi không biết. Hay nhưng mà có cái kinh nghiệm là không mấy ai sướng. Kể cả những người mà nhìn bên ngoài thấy đầy đủ lắm, mà thực sự thì nó tâm sự như thế quá nhiều đau khổ. Cho nên cái khổ đó chẳng phải cứ gì là về vật chất, kinh tế, là thân xác, mà cái khổ đó nó còn sâu hơn nữa. Và có một cái mà khi người ta đối diện, người ta cảm thấy nhức nhối nhất, đó là cái nỗi đau không phải của những người chính ta nó phải bị phạt. Thường thường thì ta có thể quan niệm rằng những kẻ mà làm ác thì phải chịu hình phạt, nó phải khổ. Người Do Thái ngày xưa cũng quan niệm như vậy. Thế nhưng mà đằng này không, đằng này ta lại chứng kiến những người ác nó sống phơi phơi, nó cứ ăn cả tỉnh chứ không vậy. Nọ báo tuổi trẻ làm cái bài toán đó, hỏi một tỷ là lý gì, thưa là trả lời là một tháng anh làm 100 ngàn thì một năm thì anh mới có 1.2 triệu thôi, mà một tỷ là những 1.000 triệu cơ mà. Cho nên anh sẽ 1.000 năm, anh sẽ sống 10 kiếp con người, mỗi kiếp 100 năm thì anh có được 1 tỷ. Vậy mà nó ăn vèo cái 10 tỷ thì không biết ở đâu mà lắm đấy. Ta lại chứng kiến là những người ác nó sống với mấy này, còn đang khi đó những người vô tội lại là những người đau khổ. Cái nỗi đau của trẻ thơ, cái nỗi đau của những người công chính, cái nỗi đau của những người sống hiền lành nó ở trước mắt mình. Và khi người ta đối diện với cái nỗi đau của người vô tội đó thì người ta cảm thấy nhức nhối. Cho nên anh chị em đọc lại những kinh sách Cô-hê-lét, sách đó anh chị em đã gặp cái lời cảnh vấn đó rồi. Và không phải ở trong thánh kinh mà cả trong nền văn chương bên ngoài ta gặp cái câu hỏi đó rất nhiều. Chẳng hạn thời đại của chúng ta không thể không nói tới nhà văn Albert Camus. Ta đặt vấn đề về sự ác trong một cái thành phố xảy ra nạn giết hại, thế rồi thì cái là chuột nó chạy tùm lum và cuối cùng chuột nó cắn chết cái thằng bé con. Thằng bé thì nằm ở đó đâu có biết cách nào khác, chuột nó đến nó gặm sỏ. Thế bây giờ ông đặt vấn đề với một linh mục, đấy ông giải thích cho tôi xem đi, tại sao cái thằng bé này nó tội tình gì mà nó phải khổ, nó phải chết. Người lớn phạm tội, người lớn chết tôi chấp nhận, nhưng mà thằng này nó mới sinh ra mà, nó tội gì mà nó phải chết. Cái nỗi đau của người vô tội là một cái gì nhức nhối lắm cho con người. Và phải nói thật, chính cái sự đau khổ đó đã là nguyên cớ để rồi khiến nhiều người phủ nhận Thiên Chúa. Tôi đọc cái cuốn Atheism Contemporary, vô thần hiện đại, thì họ nói đến cái lý do mà làm cho nhiều người khước từ Thiên Chúa nhất là người ta chứng kiến đau khổ trong cuộc đời. Cái đau khổ đó có thể là một anh sinh viên làm việc ở trong bệnh viện thấy con người ta khổ quá. Cái đau khổ đó có thể là một bạn trẻ nhìn thấy ở trong cuộc đời. Và cái đau khổ đó làm cho người ta lý luận rằng nếu có Chúa và nếu Chúa là đấng nhân hậu thì không thể nào mà lại có đau khổ ở trong thi đàn. Ta khước từ Thiên Chúa. Thế cho nên là ta nhìn thấy cái đau khổ nó đầy rẫy ở trong cuộc sống, nó đầy rẫy ở nơi mỗi một người đấy, và nhất là cái đau khổ của những người vô tội. Và khi mà mỗi một người nhìn sâu vào chính lòng mình thì lại còn khám phá ra điều này nữa, là nội tại nơi thâm sâu của mình có một sự giằng co liên tục. Anh chị em có thấy vậy không? Một cái sự giằng co liên tục giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác. Một là đói, hai là chấp nhận lời đề nghị có ngay 1 triệu bạc sống thoải mái, nhưng mà nó lại đấu tranh ở trong lòng đấy này, chứ đâu có dễ dàng gì đâu. Thầy thử đã tam phát qua một bài nét như vậy để thấy được rằng cái sự kiện mà đau khổ có mặt ở trong cuộc đời
đã là cái khởi điểm khiến cho Đức Phật đi tìm cái con đường giải thoát. Và nó cũng là một vấn đề để làm cho biết đó cho con người phải suy nghĩ. Thế thì tác giả Thánh Kinh đó cũng không thể không suy tư về cái vấn đề. Và Ngài đã bộc lộ cái suy tư đó, cái suy tư ở trong ánh sáng của Chúa. Ngài đã trình bày cái suy tư đó trong những trang Thánh Kinh của sách Khởi Nguyện. Thế ta theo cái cách suy tư của Ngài thì mình thấy cái gì? Anh chị em cũng không phải là những người quen với Thánh Kinh cho lắm, cho nên là trong cái bài viết đó, tôi đã kê ra từng mục một. Trong 11 chương đầu sách Khởi Nguyện đâu là những cái mốc chính để cho ta suy nghĩ về vấn đề này. Thì anh chị em thấy đó, trước hết là Thiên Chúa tạo dựng con người trong hạnh phúc. Thế nhưng mà sau đó thì Adam, Eva sa ngã, con rắn nó cám dỗ rồi thì ăn trái cấm. Và khi đã sa ngã như thế thì Thiên Chúa tuyên phạt Adam, Eva, tuyên phạt cả con rắn nữa. Nhưng mà đồng thời Chúa mở ra một niềm hy vọng. Rồi tiếp theo đó thì tác giả Thánh Kinh lại kể cái câu chuyện là Ca-in giết A-ben, hai anh em ruột. Ca-in là anh làm nghề ruộng rẫy, A-ben là em làm nghề chăn cừu. Thế rồi khi mà Ca-in dâng lễ vật cho Chúa đó, Chúa không nhận. Mà A-ben dâng lễ vật Chúa lại nhận. Nên là hắn ấy nóng máu lên, hắn biết đủ em đi ra ngoài cánh đồng chơi, hắn ấy thụi cho một phát chết tươi. Ca-in giết A-ben. Rồi sau đó Thánh Kinh lại kể cái câu chuyện rất là lạ thường. Cái câu chuyện là con trai Thiên Chúa lấy con gái loài người. Đại khái ở trong mới nói rằng con trai Thiên Chúa lấy con gái loài người đẹp quá tệ. Thế cho nên là bèn đi cưới những cô con gái đó và sinh ra những con người này là những vĩ nhân. Cái câu chuyện rất lạ. Rồi tiếp theo đó thì tác giả Thánh Kinh nói đến lục đại hồng thủy, anh chị em biết hết rồi, thời ông Noe. Và sau nữa thì là câu chuyện tháp Ba-ben. Con người lúc bấy giờ cùng một ngôn ngữ duy nhất họp nhau lại, bàn tính với nhau là ta xây một cái tháp làm sao mà cho chọc tới trời cao. Thế thì lúc đó thì Chúa mới làm phép lạ để cho mỗi đứa một thứ tiếng. Cho nên bây giờ nó mới có tiếng Việt Nam, thì lại còn Campuchia, lại còn Lào, lại còn Thái Lan, còn Anh, Pháp nữa. Làm cho mình học vất vả quá thể. Học ngày mai nó vẫn chưa thua gì. Thế là vì lúc đó Chúa phá đám con người, làm cho có nhiều thứ tiếng không hiểu nhau, không thành công. Đại khái quyết chỉ 11 chương đầu sẽ khởi nguyên suy tư về ao phổ và sứ khác, nó theo cái lịch trình đó. Thế thì tôi sẽ rút ra những cái điểm chính để chị em nắm này. Cái điểm thứ nhất, qua đó mình phải thấy được cái hạnh phúc nguyên thủy mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Thiên Chúa dựng nên con người là dựng nên họ trong một khung cảnh tuyệt vời, vượt địa đàng. Vượt địa đàng nó được diễn tả một cách rất là cụ thể. Mảnh đất màu mỡ, rồi có sông chảy, rồi có cây trái, rồi thì có các thú vật này kia. Ta đừng có tưởng tượng là mai mốt người ta lên thiên đàng là mình cũng gặp cái cảnh như thế. Bởi vì khi mà cách đây chỉ một tháng đó, bắt đầu học về con người, tôi đã phân tích cho anh chị em thấy rồi. Mình phải hiểu những trang Thánh Kinh ở đây không phải là theo nghĩa lịch sử hiện đại. Tác giả nói cái gì là mình hiểu y chang như thế, không có. Nhưng mà mình phải đọc được cái nội dung tôn giáo qua cái ngôn ngữ hình tượng mà tác giả sử dụng. Thế thì cái vườn địa đàng đó muốn nói lên rằng Thiên Chúa tạo dựng con người là trong hạnh phúc. Cho nên trong mùa vọng này, thỉnh thoảng mà ta nghe những bài sách của ngôn sứ Isaiah đó, chẳng hạn như là hôm qua hôm kia Ngài mô tả cái thời đấng Messiah đến thì là sói sẽ sống chung với dê, chiên nằm chung với lại bò, trẻ con thò tay vào hang rắn độc mà không làm sao, thì trẻ con thì chơi với thú dữ mà cũng không sao. Những cái hình tượng rất là thi vị, nhưng mà mình đừng tưởng sự thật nó là như thế, mà là nó muốn diễn tả một cái khung cảnh hiện đại.
mà cái hạnh phúc trọn vẹn thì ở đây thế Thiên Chúa tạo dựng con người là tạo dựng trong hạnh phúc. Và vì vậy cái hệ luận sẽ là mình không có đổ tội cho Chúa khi mình đau khổ. Những cái đau khổ trong cuộc đời này không phải là bởi Chúa, cho nên đừng nhân danh những cái đau khổ đó để mà phủ nhận Thiên Chúa đấng hằng sống. Biết đâu cả người công giáo mình cũng có lúc bị cám dỗ như vậy, phải không anh chị em? Ta cứ thành thật với lòng mình đi. Có đúng là những lúc mà anh chị em gặp thử thách, thất nghiệp này, bị mất trộm này, chờ mãi đi Mỹ mà chưa được này, có phải những lúc mà mình bị thử thách như thế thì là mình cảm thấy niềm tin của mình lúc này? Có khi thì cứ là mình lên tiếng phàn nàn Chúa ra mặt, hay là nếu mình không phàn nàn Chúa ra mặt thì thôi, bây giờ Chúa sang bên ta chả thèm đến nhà thờ bao giờ nữa, bởi vì xin xỏ mãi mà thôi gì đâu. Mà nghe nói người ta lại đi khấn với ông thầy nào đó thì xem ra lại được, thế người ta đi khấn ông thầy đấy vậy, chứ còn Chúa thì ta dẹp xong một bên. Thế cho nên mình cũng có ảnh hưởng chứ không phải là không. Mình có đổ tội cho Chúa, nên Chúa muốn cho con người được hạnh phúc. Mà những cái đau khổ sự ác trong cuộc sống này không phải do Chúa. Nếu ta hiểu như vậy thì những trang thánh kinh trong sách Khởi Nguyên là một lời biện minh cho Thiên Chúa là đừng yêu thương trước cái nỗi đau của thế gian, đừng đổ tội cho nàng. Thế thì cái đau khổ nó từ đâu mà nó tới? Thế thì kể tiếp bằng cái câu chuyện Adam Eva bị cám dỗ và sang ngã tội lỗi. Thế thì ta cũng hiểu tội lỗi ở đây không phải là cái chuyện ăn một chiếc cơm. Đã từng có một giáo dân có viết thắc mắc ở trên báo là có phải là vì ăn một trái táo mà Adam Eva gây ra biết bao nhiêu cái sự đau khổ cho chúng tôi không? Vấn đề không phải là ăn một cái trái táo, vấn đề cũng không phải là lỗi điều răn thứ sáu. Đợt trước tôi có nói với anh chị em có một cái quan điểm nhị nguyên, người ta chia con người ra làm hai, hồn xác, hồn thì tốt, xác thì xấu. Và vì thế tất cả những cái gì nó thuộc về cái xác này nó là sự tội, mà không có cái gì con người ta kinh nghiệm là mình dễ sa ngã cho bằng cái tội điều răn thứ sáu. Thế cho nên là người ta giải thích rằng cái tội của Adam Eva đó là cái tội điều răn thứ sáu. Nhưng mà mình nói như thế thì nguy lắm. Như vậy thì tất cả những anh chị em mà lập gia đình thì khó mà lên tinh đàn, chỉ có tôi thì mới ra. Cho nên là ông nội tôi khi còn sống vẫn bảo tôi cháu chịu khó đi tu, nhưng mà ở ngoài thế gian thì khó lòng và nỗi linh hồn. Nhưng mà Chúa dựng nên Adam rồi thì Chúa dựng nên bà Eva mà. Và Thánh Kinh nói là mọi sự đều tốt mà. Thì Thánh Kinh có nói là mọi sự đều tốt, chỉ trừ cái sự đấy là xấu không? Đâu có, mọi sự đều tốt cả. Thành thử là ta không thể hiểu được ở đây là cái tội điều răn thứ sáu. Cái tội nó sâu xa hơn nhiều là ở chỗ này. Con người không có tự mình mà có. Nói theo ngôn ngữ triết học, chúng ta không phải là những hữu thể tự tại. Chỉ có một mình Chúa là đấng tự hữu, tự Chúa, Chúa có, chứ mình không phải là tự hữu. Con người mình là một thụ tạo thôi, Chúa tạo thành. Và vì thế dù anh muốn hay anh không muốn, cái căn bản anh vẫn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Anh quay đi anh không đi thì cái căn bản anh vẫn là lệ thuộc vào Thiên Chúa. Cái tương quan của chúng ta đối với Thiên Chúa là một tương quan của đứa con đối với cha, một tương quan lệ thuộc. Và vì thế khi mà Adam Eva và nói chung con người ta đó lại không chấp nhận cái thân phận phúc tạo của mình, lại muốn mình là như Chúa thôi, tự tôi có và tự tôi quyết định đâu là sự sống, đâu là sự chết. Cho nên Chúa bảo ăn cái trái này sẽ chết, thì con người lại nghĩ rằng
Chúa nói vậy chứ còn sức mấy mà chết, ta cứ ăn. Con người cái tội nó ở sâu hơn chứ không phải chỉ là cái chuyện ăn chay cấm, nó là cái chỗ là con người muốn trở thành một cái tự tại, không chấp nhận cái tương quan lệ thuộc với Thiên Chúa. Thì hiểu ra giáo hội định nghĩa cái tội là chỗ này, là đã cho lựa một cứu cánh ngoài Thiên Chúa, muốn tự mình làm chủ sự sống của mình chứ không chấp nhận cái sự liên hệ lệ thuộc vào Thiên Chúa là đấng tạo thành mình. Tội nó là cái chỗ đó, mà nó không có thì giờ, chứ nếu không từ cái chỗ đó anh chị em có suy nghĩ ra tội lỗi của mình cũng thấy nó dễ tải một cái tình trạng như vậy thôi. Thế thì khi mà con người phạm tội như thế thì cái hậu quả tội lỗi nó xảy ra là như thế nào? Thì tôi có nói với anh chị em ở trong cái bài viết đó, là ta hãy đọc lại cái bài con người hình ảnh Thiên Chúa, rồi mình so sánh hai bên, mình sẽ thấy khi mà so sánh như vậy, ta thấy khi mà Thiên Chúa tạo dựng con người thì con người sống trong một mối tương giao rất là tốt đẹp với Ngài. Chiều chiều Thiên Chúa đi bách bộ trong vườn mà nói chuyện đàm đạo với con người, một cái khung cảnh rất là thân tình và êm đềm. Thế nhưng mà khi con người phạm tội xong rồi, Chúa xuống vườn đi bách bộ, thì Adam với Eva tìm cách chạy trốn, núp ở trong cây, để đến nỗi mà Chúa phải hỏi là Adam đâu, mấy lần không thấy họ mặc ra. Cái mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa nó không còn bình an nữa rồi. Và đấy là cái căn bản nhất đấy, mà từ cái sự đổ vỡ căn bản đấy nó đưa đến những cái đổ vỡ khác. Đấy là trong mối quan hệ Adam Eva, trong cuộc đời con người ta có cái liên hệ nào mà thân tình mà thâm sâu cho bằng cái liên hệ vợ chồng, để đến nỗi có thể gọi như Việt Nam chúng ta rất là hay, Việt Nam chúng ta lại không gọi chồng, không gọi vợ bằng tên này tên kia, kể cả không gọi là em nữa mà lại gọi là mình ơi, mình ơi, làm như người ta là anh mà đúng thật như vậy, cho nên không gọi là mình. Tiếng Việt Nam thì rất là tự quý, một cái liên hệ nào mà nó gắn bó và nó thâm sâu cho bằng cái liên hệ vợ chồng. Cho nên Adam mới reo lên, đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Hai người là một, chia sẻ một sự sống, chia sẻ một sinh mệnh. Vậy mà đến khi tội lỗi xong, Chúa hỏi Adam, là ông phải chịu trách nhiệm chứ, tại sao người ăn cái trái mà ta đã cấm, anh ấy đổ tội ngay thay con mẹ này. Không còn chia sẻ một sinh mệnh nữa, không còn chia sẻ một sự sống nữa, không còn lãnh nhận trách nhiệm về người bạn đời của mình. Dẫu thế nào đi nữa thì như là anh cũng đã ăn rồi, cho dẫu là anh mút chưa được, cho nên đàn ông thì cứ mắc cái bướm ở cổ. Nó chứng tỏ là cái rạn nứt ngay trong liên hệ thâm sâu nhất giữa vợ chồng. Và cái câu chuyện mà Thánh Kinh kể hết cho ta nghe, Cain với Abel, là nó chứng tỏ cái sự rạn nứt trong liên hệ xã hội giữa con người với con người. Ở đây không còn phải là vợ chồng, mà ở đây là anh em. Nhưng mà cái tình huynh đệ anh em không còn nữa, mà là anh em giết hại lẫn nhau. Còn cái câu chuyện của Tháp Ba Bên thì nó lại diễn tả sự rạn nứt nó mở rộng ra giữa các nền văn hóa, giữa các dân tộc. Anh chị em thấy sâu nhá, chứ không phải là cái chuyện kể cho nó vui đấy. Mỗi một câu chuyện ở trong cái mức mà tôi đã nói là nó diễn tả một cái sự đổ vỡ ở một tầm mức càng ngày càng rộng. Bắt đầu là liên hệ vợ chồng, rồi đến liên hệ anh em, con người với con người, rồi đến cái liên hệ xã hội, đến cái liên hệ văn hóa, nó đổ vỡ tất cả. Nhưng mà cái căn bản chính là cái tội lỗi. Thế cho nên bằng những trang thánh kinh đó, tác giả muốn chỉ bày cái suy tư của mình về đau khổ và sự ác, nó không phải là bằng Chúa,
không phải là bởi Chúa, mà là bởi chính tội lỗi con người ta gây nên những đau khổ và sự ác ấy. Cho nên khi mà cuộc sống gặp đau khổ thì cái tâm lý tự nhiên là chúng ta chán nản, chán nản cả trong đời sống thực tế. Nhưng mà những lúc đấy đó, ta cần phải suy nghĩ lại để thấy được rằng không phải vì thế mà mình đánh mất niềm tin vào Chúa, nhưng mà chính lúc đấy mình cần phải đến với Chúa nhiều hơn, bởi vì Chúa Giêsu đến chia sẻ với chúng ta cái đau khổ đó. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở trong mùa vọng, mình hướng về Chúa Giêsu Giáng sinh sắp tới. Bây giờ anh chị em so sánh thử Chúa Giêsu với lại Adam thôi. Adam là con người, thân phận thụ tạo, anh phải sống trong cái tôn quan lệ thuộc với Thiên Chúa, nhưng mà anh lại muốn mình thành đấng toàn năng hơn. Cái tội của anh là cái chỗ đấy, và vì thế mà nó gây nên hết bao nhiêu đổ vỡ. Và ngược lại, Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa, và Ngài là Thiên Chúa thì Thánh Phaolô nói Ngài có quyền dành cho mình được đồng hành cùng Thiên Chúa. Thế nhưng trái lại, Phaolô nói tiếp, Ngài đã hủy mình ra không, mặc lấy thân phận thấp hèn, đem thân đổ lốt người ta, chấp nhận vâng phục và là vâng phục cho đến chết trên thập giá. Hai cái nó khác nhau. Nó đã là con người thì lại muốn trở thành đấng toàn năng và vì thế tạo nên đổ vỡ hết. Và một đằng là Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền để đòi hỏi sự toàn năng, mà Ngài lại chấp nhận hủy mình ra không. Và vì thế mà khi Chúa Giêsu đến ở trong cuộc đời của chúng ta đó, là Ngài vững chúng ta dậy trong một đời sống mới. Anh chị em nhớ lại ở trong sách Công vụ các Tông đồ, có một lần Thánh Phêrô và Thánh Gioan lên đền thờ cầu nguyện, thì ở cửa đền thờ có một người què ngồi ăn xin hàng ngày. Và Thánh Phêrô nói với anh ta thế này: vàng bạc thì chúng tôi không có, nhưng có cái này chúng tôi cho anh, đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, anh hãy đứng dậy mà đi. Thế thì dựa vào câu chuyện đó, có một lần đọc sách Thiêng Liêng, tôi gặp một giai thoại kể như thế này. Vào thời Thánh Thomas Aquino còn sống, và anh chị em biết là Thánh Thomas là một vị tiến sĩ cực kỳ thông minh, thế người ta kể rằng lúc đó một hôm Thánh Thomas đi dạo với lại một đức hồng y. Vị hồng y mới chỉ cho giáo sư Thomas xem cái ngôi nhà thờ vừa mới hoàn thành xong, rát toàn là vàng với bạc thôi. Và đức hồng y nói với giáo sư Thomas thế này: giáo sư coi, như vậy là ngày hôm nay giáo hội chúng ta không còn phải ăn nói như Thánh Phêrô ngày xưa là vàng bạc thì chúng tôi không có, bởi vì nhà thờ mình giáp toàn vàng cũng nhiều lắm. Thế thì giáo sư Thomas mới trả lời: thưa đức hồng y, đúng như vậy, nhưng con sợ rằng chúng ta cũng không còn nói được cái câu thứ hai của Thánh Phêrô với người què, đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, anh hãy đứng dậy mà đi. Anh chị em có nắm ngay được cái ý nghĩa của câu chuyện? Có thể nó chỉ là một giai thoại thôi, nhưng mà giai thoại đó nó muốn diễn tả cái mối nguy hiểm của tiền bạc mà chính giáo hội có thể rơi vào. Và khi mà giáo hội đã rơi vào cơn cám dỗ tiền bạc thì giáo hội không còn khả năng để loan báo tin mừng cứu độ của Chúa Kitô nữa. Và chính vì thế mà Kinh Thánh tràn ngập những lời cảnh giác về mối nguy hiểm của tiền bạc cho đời sống Kitô hữu chúng ta, và cụ thể là tin mừng theo Thánh Luca, mà cụ thể hơn nữa là những bài Kinh Thánh
của Chủ nhật hôm nay. Thế bây giờ tôi mời anh chị em tập trung vào cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể. Có nhiều nhà chú giải coi dụ ngôn này là dụ ngôn khó hiểu nhất trong những dụ ngôn Chúa Giêsu đã kể. Khó hiểu là ở chỗ này này, là có đời nào Chúa Giêsu lại đi lấy một anh quản lý mà lại là một anh quản lý bất lương để làm mẫu mực cho đời sống đức tin của chúng ta, mà không phải Ngài chỉ lấy hình ảnh người quản lý bất lương đó để làm một minh họa. Bởi vì cũng có lần Ngài lấy một tên đạo trích để làm minh họa cho nước trời cơ mà. Đằng này Ngài không chỉ lấy để làm minh họa mà rõ ràng là Ngài khen anh ta. Bản văn phụng vụ của chúng ta dịch: ông chủ khen người quản lý bất lương đó. Nhưng có nhiều nhà chú giải Kinh Thánh nghĩ rằng không phải là ông chủ khen, mà cái từ ở trong tiếng Hy Lạp kurios ở đây đó là có ý nói chính Chúa Giêsu khen. Chúa Giêsu đã lấy một tên quản lý bất lương làm minh họa, rồi Chúa Giêsu lại mở miệng khen hắn ta nữa. Thế thì hóa ra là Chúa khuyến khích mình cũng bất lương à? Khó là chỗ đấy. Thế thì ở đây tôi đâu có dám lấy nhiều thời giờ của anh chị em để mà phân tích hay là làm công tác chú giải, nhưng tôi chỉ muốn nhắm vào trọng điểm thôi. Chúa Giêsu khen, nhưng mà khen cái gì? Ngài không khen cái hành động bất lương của hắn ta, mà Ngài khen cái cung cách ứng xử của anh ta khi phải đối diện với một hiểm nguy đe dọa đến sự sống còn của mình. Anh ta phản ứng rất nhanh, rất nhạy, mà đồng thời rất chính xác và khôn khéo. Khi anh ta đối diện với mối hiểm nguy là mình mất chức quản lý, mà cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì xấu hổ, và lập tức anh ta nghĩ ra một biện pháp rất tuyệt, đó là giảm số nợ cho những con nợ. Anh ta làm như vậy đó thì sẽ được tiếng là một người làm ơn cho cả dân làng. Và khi đã làm ơn như vậy thì mai mốt thế nào người ta cũng trả ơn. Cho dẫu người ta không trả ơn vì lòng biết ơn chân thành thì người ta cũng phải đón tiếp, bởi vì sợ nếu mà không đón nó thì nó khui chuyện cũ ra, chủ sẽ đòi lại cái nợ mà hóa ra mình còn thiếu thì chết. Tính toán rất nhanh mà rất khéo. Thế Chúa Giêsu khen là khen cái đó đó. Để rồi từ đó Ngài nói với chúng ta: con cái đời này khôn ngoan hơn con cái sự sáng trong cung cách đối xử với đồng loại. Thế nhưng mà riêng tôi thì tôi tự đặt cho mình cái câu hỏi này: thế cái sự sống mà anh ta tìm cách để cứu vãn đó, nó là sự sống nào? Chắc là anh chị em thấy ngay, nó là sự sống thân xác thôi. Cái sự sống này đây này, cái sự sống mà cần cơm ăn áo mặc để bảo đảm cho nó, mà muốn có cơm ăn áo mặc thì phải có tiền. Cái sự sống đó đó, nếu ta xét về sự sống thân xác thì anh quản lý này là thành công, thành công rực rỡ, bởi vì anh ta thoát khỏi mối nguy hiểm một cách rất khéo. Nhưng nếu anh chị em xét đến sự sống tinh thần thì khác hẳn. Anh ta phá sản hoàn toàn. Chính cái lúc mà anh ta cực kỳ khôn khéo để cứu vãn sự sống thân xác bằng mọi giá, thì cũng là lúc anh ta hủy diệt toàn bộ đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần được cụ thể hóa bằng những giá trị như là lương thiện này, trung thực này, thẳng thắn này, liêm khiết này, công bằng. Anh ta phá toàn bộ. Bởi vì hắn phải dùng những phương tiện là gian dối này, lừa đảo này, bất lương để cứu vãn cái sự sống thân xác. Lúc đó hắn ta rơi vào trường hợp giống như Giuđa vậy. Giuđa không bán Chúa Giêsu, hay là nói đúng hơn, cái lúc mà Giuđa bán Chúa Giêsu lấy 30 đồng
thì cũng là lúc Giuđa bán chính cái nhân tính của mình. Cho nên xét về sự sống thân xác là hắn ta thành công rực rỡ, nhưng mà xét về sự sống tinh thần hắn ta phá sản. Và hoàn toàn khác với những con người như là Chúa Giêsu, như là Socrates, như là Đức Khổng Tử, như là bao nhiêu hiền nhân khác. Các ngài cũng phải đối diện với những hiểm nguy đe dọa sự sống thân xác, nhưng mà các ngài đã không tìm mọi cách cứu vãn cái sự sống đó, mà trái lại các ngài chấp nhận hy sinh chính cái sự sống đó để dương cao những giá trị tinh thần là chân lý, là tình yêu, là tự do, là công bằng. Lúc đấy đấy, tôi nghĩ là chúng ta mới thấm thía được cái lời của Chúa Giêsu nói: không ai có thể làm tôi hai chủ. Hoặc là nó mến chủ này thì nó ghét chủ kia, nó phục chủ này thì nó khinh chủ nọ. Và không ai trong anh chị em có thể vừa làm tôi Chúa và vừa làm tôi tiền của. Lúc đấy chúng ta mới hiểu cái lời Chúa nói. Thực sự thì tiền bạc ở tự nó đâu có tốt mà cũng chẳng xấu mà. Cái giá trị luân lý tốt hay xấu đó, nó không tùy ở chính đồng tiền, mà nó tùy ở thái độ con người chúng ta khi sử dụng tiền bạc. Nếu bây giờ tôi lấy sự sống thân xác là tuyệt đối và muốn bảo vệ cho sự sống thân xác ấy, thì tôi phải có tiền, bởi vì tiền là phương thế để tôi chiếm hữu mà, để tôi có hàng hóa bảo vệ mạng sống tôi. Nếu tôi lấy cái sự sống thân xác là tuyệt đối mà tiền nó là phương tiện cần thiết, thì lúc đấy sự sống tinh thần bị đe dọa. Cho nên ngôn sứ Amos hôm nay ông mới lên án những người giàu có, cái mối quan hệ của họ với Thiên Chúa bị cắt đứt, cái mối quan hệ của họ với tha nhân cũng bị cắt đứt, khi mà họ lấy đôi dép để đổi lấy người nghèo, khi mà họ làm cân giả lường đong thiếu thốn cho người mua hàng, nó bị phá hủy. Thế còn ngược lại, nếu anh chị em và tôi mà lấy sự sống tinh thần làm tuyệt đối, thì lúc đấy tiền bạc nó trở thành một phương tiện để phục vụ những giá trị tinh thần. Cho nên Chúa Giêsu mới nói mà: các con hãy lấy tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để sau này chính những người bạn đó đón chúng con vào cuộc sống đời đời. Như vậy thì vấn đề đặt ra là làm sao anh chị em và tôi có được cái lối sống mà Chúa Giêsu mời gọi. Thế ở đây có lẽ chúng ta nên quay nhìn lại anh quản lý bất lương. Nếu Chúa Giêsu khen anh ta là đã rất nhanh nhẹn và chính xác để phản ứng kịp thời cứu vãn sự sống, thì tại sao mà anh ta lại nhanh nhẹn như vậy? Tôi nghĩ có hai lý do. Lý do thứ nhất ấy, là bản năng sinh tồn. Bản năng sinh tồn nơi tất cả con người chúng ta rất là mãnh liệt. Và càng những lúc mà ta phải đối diện với hiểm nguy thì bản năng đó lại trỗi dậy mãnh liệt hơn. Anh quản lý này có một bản năng sinh tồn rất mạnh, và anh ta tìm mọi cách cứu vãn sự sống của mình, sự sống thân xác. Nhưng mà còn một lý do thứ hai, nhiều khi anh chị em và tôi cũng phải đối diện với lại hiểm nguy giống như anh ta, nhưng mà mình đâu có nhanh nhẹn như hắn ấy, đâu có chính xác như hắn ấy. Cho dẫu mình vẫn có bản năng sinh tồn, cho nên nó còn lý do thứ hai. Cái lý do đó là anh ta đã quen rồi, quen với những cái tính toán bất lương theo cái kiểu gọi là luồn lách với lại móc ngoặc rồi, quen rồi. Bằng chứng là chủ gọi anh ta đến là tôi nghe nói là anh phung phí của cải thế nào đó, cho nên thôi bây giờ tôi cho anh nghỉ chứ quản lý, quen rồi. Và như vậy tôi tưởng là nếu anh chị em và tôi mà muốn sống được cái lối sống của Chúa Giêsu mời gọi thì mình cũng phải có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là bản năng thiêng liêng.
Nếu chúng ta mà tự lòng mình không gắn bó với những giá trị tinh thần thì không thể nào mà phản ứng nhanh nhạy được. Của cải của ngươi ở đâu thì lòng ở đấy mà. Chúng ta dễ dàng nhanh nhạy với lại sự biến động của đồng đô la, chứ còn sự biến động của thang giá trị tinh thần trong cuộc sống con người thì nhiều khi mình đâu có nhanh nhạy, bởi vì lòng mình đâu quan tâm. Cho nên cái đòi hỏi đầu tiên á, là mình phải có sự gắn bó với những giá trị tinh thần thôi. Và đòi hỏi thứ hai đó là anh chị em và tôi phải tập làm quen thôi. Tôi thấy trong bất cứ lĩnh vực nào người ta cũng phải tập làm quen nếu muốn nhanh nhạy. Học ngôn ngữ nhé, âm nhạc nhé, thể thao nhé, kinh doanh nhé. Có phải tự nhiên cái là chúng ta xuất hiện ở trên sân bóng cái là mình đá hay giống như là Ronaldo? Có phải là mình chỉ cần học có một khóa 3 tháng đây là mình nói tiếng Anh như gió không? Có phải là chỉ cần vào trường quốc gia âm nhạc có một tháng thôi cái là biểu diễn đàn piano cả thế giới sợ? Đâu có. Bất cứ một lĩnh vực nào nó cũng đòi phải tập luyện thôi à. Phải làm quen, ngày này qua ngày khác, kiên trì. Đời sống thiêng liêng đâu có thoát được cái quy luật đấy. Nếu mà mình muốn nhanh nhẹn, mình cũng phải tập luyện hàng ngày thôi. Thưa anh chị em, một trong những phương cách để giúp ta, theo kinh nghiệm của tôi á, gắn bó với giá trị tinh thần và tập làm quen mỗi ngày với những giá trị đó, rất đơn giản, đó là những phút cầu nguyện. Kinh nghiệm dạy tôi thế này: khi tôi lầm lỗi thì những giây phút cầu nguyện trở thành những giây phút nhắc nhớ. Khi tôi chán nản muốn buông xuôi thì những giây phút cầu nguyện trở thành những giây phút nâng đỡ. Và như vậy, nếu cứ ngày nào mình cũng có những giây phút cầu nguyện thì chính những giây phút đó hâm nóng lại giá trị tinh thần trong đời sống của mình, và đồng thời nâng đỡ mình để mình có thể gắn bó và tha thiết với những giá trị đó, cho dù cuộc sống có rất nhiều khó khăn khi đối chiếu với lời mời gọi của Tin Mừng. Có như vậy thì chúng ta mới có thể phần nào đáp lại lời mời gọi mà Chúa Giêsu gửi đến cho chúng ta hôm nay. Và chúng ta cầu nguyện cho nhau để có được tâm tình cũng như thái độ đó trong đời sống của mình. Xin mời anh chị em tuyên xưng đức tin. Thưa anh chị em, cách đây chừng 2-3 tuần gì đó, tôi vừa dâng lễ xong thì có một đôi vợ chồng người Ấn Độ đón gặp. Hai anh chị hỏi tôi là: cha có biết cái nhà thờ nào đang cần phải xây dựng ở thành phố không? Thì chúng tôi có ý giúp đỡ. Tôi nói là nhiều lắm, nhưng mà đặc biệt thì tôi quan tâm đến những ngôi nhà thờ ở vùng sâu, những ngôi nhà thờ đổ nát cả đến 20-30 năm nay mà không có cách nào xây dựng lại. Thì nếu anh chị muốn thì tôi sẽ gửi số tiền đó đến cho nhà thờ nghèo. Và họ muốn là đưa ngay số tiền đó, càng sớm càng tốt. Cho nên là họ mời tôi về nhà. Thực sự thì tôi cũng nghĩ trong bụng thì giỏi lắm thì chắc cho được 50 đô. Nhưng mà cái điều làm cho tôi ngỡ ngàng là khi về đến nhà, hai vợ chồng vào trong phòng đếm tiền. Và một lát sau thì đem ra nói với tôi là: thưa cha, chúng tôi ở bên Ấn Độ sang Việt Nam làm việc cho một công ty Mỹ. Và đây là tháng lương đầu tiên được lãnh tại Việt Nam. Chúng tôi xin dâng tất cả cái số tiền lương tháng này để giúp cái nhà thờ nghèo. Tôi mở ra 3.000 đô la thêm mấy chục ngàn Việt Nam. Thực sự là tôi lấy làm ngỡ ngàng, đến nỗi tôi phải hỏi anh chị: thế thì anh chị dâng hết thì lấy gì mà sống?
là thưa cha đừng có lo, chúng tôi còn. Tháng lương đầu tiên tại Việt Nam xin hiến dâng cho giáo hội Việt Nam. Tôi về nhà kể chuyện cho cha già nghe. Cha già bảo rằng trước giải phóng ở Sài Gòn có một số gia đình người Ấn Độ công giáo. Mỗi một tháng lãnh lương về thì việc đầu tiên của họ là cả gia đình quy tụ chung quanh bàn thờ, đặt cái tiền lương tháng đó lên bàn thờ rồi tạ ơn Chúa. Cả nhà tạ ơn Chúa, sau đó mới lấy tiền xuống bắt đầu đi chợ tiêu xài trong tháng. Thật là đẹp thưa anh chị em, thật là thấm thía cái ý nghĩa Kitô giáo về tiền của. Có lẽ chúng ta phải bắt chước thật. Bởi vì những cái cử chỉ đó nó diễn tả ý thức của người Kitô hữu rằng tiền bạc cũng như những gì tôi có là do ân huệ Chúa ban. Và vì vậy tôi xin hiến dâng lại cho Chúa của đầu mùa. Tôi dâng lời tạ ơn Chúa. Và khi người ta đã tạ ơn Chúa như thế thì người ta sẽ sử dụng đồng tiền không phải là theo sở thích của mình, nhiều khi là sở thích tội lỗi, nhưng sẽ sử dụng theo thánh ý Thiên Chúa. Rất đẹp. Chắc chắn là tiền bạc nó có một cơn cám dỗ lớn lắm. Cho nên Chúa Giêsu mới phải nói một cách quyết liệt rằng anh em không thể làm tôi hai chủ. Anh em không thể vừa làm tôi Chúa mà lại vừa làm tôi tiền của được. Chắc chắn là tiền bạc nó có một cái sức mạnh ghê gớm. Cái sức mạnh đó nó không phải là ở cái tờ giấy, mà cái sức mạnh đó nó ở cái khả năng chiếm hữu, sở hữu. Anh chị em thấy không? Tôi thì dốt về kinh tế học lắm, nhưng mà ít ra thì cũng biết sơ sơ rằng cái thời xa xưa người ta trao đổi với nhau bằng cách là trao đổi hàng hóa. Anh đưa cho tôi con cá thì tôi đưa cho anh 2 lít gạo, trao đổi hàng hóa. Xin lỗi, đến cả Việt Nam mình cách đây 10 năm mình cũng vẫn như vậy cơ mà. Đi làm cuối tháng thay vì lãnh tiền lãnh toàn xà bông, rồi ta lại đi đổi cho người khác không có xà bông, thế nhưng mà là có mì. Nhưng mà đến một cái giai đoạn kinh tế phát triển thì người ta không trao đổi hàng hóa nữa, mà người ta có những đơn vị tiền tệ. Mỗi một đơn vị tiền tệ như vậy nó có cái sức tiêu thụ như thế nào. Cho nên cái giá trị của tiền bạc nó ở cái sức mạnh sở hữu, sức mạnh chiếm hữu. Cái sức mạnh chiếm hữu ấy trước hết là chiếm hữu vật chất. Tôi mà có được 10 cây chẳng hạn, tôi có thể mua được cái xe hơi. Nhưng mà một người có 100 cây chẳng hạn, người ta có thể mua cả một cái nhà ở đường Đồng Khởi. Cái sức mạnh chiếm hữu vật chất ấy nó còn đi xa hơn, nó có thể trở thành sức mạnh sở hữu tri thức. Có những người vì có tiền cho nên họ có thể mua tri thức, mua tri thức từ những người trí thức làm việc cho họ. Và trên thế giới người ta đã chẳng nói đến cái tình trạng gọi là chảy máu não. Những trí thức ở những nước thuộc thế giới thứ ba như là Việt Nam, Philippines, Thái Lan là sang Mỹ, sang Pháp sống hết, bởi vì đồng lương cao hơn. Cho nên cái sức mạnh vật chất của tiền bạc nó lại còn có thể mua được cả trí thức. Có nhiều khi nó lại còn có khả năng mua được cả địa vị xã hội. Có những ông thì học cũng chẳng cao bao nhiêu nhưng mà làm to lắm bởi vì có tiền. Và đau đớn hơn nữa, cái sức mạnh chiếm hữu vật chất đôi khi nó lại còn mua được cả tình cảm. Thành thử nó lắm anh thanh niên Việt Nam tự nhiên mất người yêu là bởi vì nghèo hơn Việt Kiều. Mua được cả tình cảm, mua được cả trái tim nữa, nhưng có lẽ không phải là trái tim chân thành.
Tiền bạc nó có một sức mạnh rất lớn, nhưng mà đồng thời nó cũng có thể hàm chứa ở bên trong nó một sức mạnh tàn phá khủng khiếp. Nó tàn phá cái giá trị tinh thần của con người. Thành thử ra cái anh quản gia này, chúng ta vẫn gọi là anh quản gia bất lương. Bất lương có nghĩa là thiếu lương thiện. Thế thì cái tiền bạc đã làm cho anh ta đánh mất một cái giá trị tinh thần rất đẹp, đó là sự lương thiện. Ngày hôm nay thiếu gì người vì tiền bạc mà đánh mất sự lương thiện, đánh mất nhân phẩm, đánh mất những gì là cao đẹp nơi con người. Tiền bạc nó còn có thể có cái sức mạnh tàn phá cái quan hệ con người với con người. Anh chị em nghe ngôn sứ Amos nói nè, hãy nghe đây hỡi những kẻ đàn áp kẻ nghèo khó. Các anh bảo rằng chúng tôi sẽ giảm lượng đông, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mà mua người nghèo, chúng tôi sẽ lấy đôi dép mà đổi lấy người túng thiếu. Anh chị em thấy không? Lấy tiền mà mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Cho dù người ta nghèo, người ta túng thiếu, người ta vẫn là một con người. Nhưng mà con người đó ở đây giá trị ngang bằng đôi dép, giá trị ngang bằng một số tiền nào đấy. Ngày hôm nay thì có thể người ta không có khả năng mua một người nghèo bằng đôi dép, nhưng tôi xin lỗi, người ta có thể mua một cô con gái bằng 1 triệu đồng, bằng 10 triệu đồng, thì chung quy vẫn chỉ là vật chất. Cái quan hệ con người với con người đích thực bị tàn phá. Và chúng ta còn chứng kiến cái đau đớn hơn cả cái quan hệ thâm sâu nhất giữa đôi vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái cũng bị tàn phá. Và dĩ nhiên cái quan hệ giữa con người với Thiên Chúa thì đã bị đục khoét từ bên trong. Thành thử ra tiền bạc nó chứa đựng ở nơi nó một cái sức mạnh sở hữu, một sức mạnh chiếm hữu, nhưng đồng thời người sử dụng cũng có thể dùng nó để tạo một cái sức mạnh tàn phá. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu rất quyết liệt, anh em không thể vừa làm tôi Chúa mà vừa làm tôi tiền của được. Thế như vậy thì Ngài đề nghị anh chị em là bán nhà cửa hết vào nhà dòng Saint Paul đi tù. Không có đâu. Ngay cả các sơ cũng đang đi xin tiền để sửa nhà thờ. Không có tiền làm gì được. Chúa Giêsu không có ý nói với mình là không được có tiền. Nhưng mà Ngài nói thế này: anh em hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền, hết bạc thì họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Đối với tôi, cái câu này có 2 ý nghĩa. Đó là Chúa Giêsu khuyên mình hãy sử dụng tiền bạc trong hướng đi của tình yêu, và thứ hai trong hướng đi của vĩnh cửu. Trong hướng đi của tình yêu nó khác với lại cái hướng đi của chiếm hữu, của tích lũy, của thu gom, của ích kỷ. Chính vì con người ta sử dụng tiền bạc theo cái hướng là tích lũy một cách ích kỷ, cho nên nó mới tạo bất công, tạo áp bức, nó mới tàn phá quan hệ con người với con người, nó mới tàn phá tâm hồn. Còn nếu người ta sử dụng trong cái hướng cho đi, trong cái hướng của yêu thương, thì nó làm cho cuộc sống đẹp hơn. Và đồng thời nó là cái hướng đi của vĩnh cửu. Ở bên Ấn Độ người ta kể rằng là có một nhà vua hỏi vị đạo sĩ rằng đối với ngài thì cái gì là lạ lùng nhất ở trong cuộc đời này? Vị đạo sư trả lời: thưa đức vua, cái lạ nhất đối với tôi là ai cũng biết rằng mình sẽ phải chết, sớm hay muộn sẽ chết, vậy mà ai cũng cứ sống như thể là sống mãi, không phải chết bao giờ. Anh chị em có nghĩ rằng cái đó lạ? Cái lạ nhất này, không ai trong chúng ta mà không biết rằng sớm muộn mình sẽ phải chết. Nhưng mà nhiều khi mình sống như thể là mình sống mãi, cứ như là Tần Thủy Hoàng, cứ muốn sống mãi thì cuối cùng chỉ có 49 tuổi chết.
cái hướng đi mà Chúa Giê-xu mời gọi là cái hướng đi của vĩnh cửu. Nhìn cái vận mệnh đời đời, và chính cái vận mệnh đó nó chi phối cái cách sử dụng tiền bạc của chúng ta hôm nay. Thưa anh chị em, mỗi người và tất cả chúng ta đều là những người quản gia của Thiên Chúa. Lúc nãy khi phân tích về tiền bạc, tôi nhấn mạnh đến cái giá trị của tiền ở chỗ là khả năng sở hữu. Và khi dùng cái chữ sở hữu như vậy thì anh chị em sẽ thấy vấn đề của bài tin mừng không chỉ là tiền, mà là tất cả những gì chúng ta sở hữu: tri thức, sức khỏe, cái vóc dáng sắc đẹp của các cô. Tất cả nó đều là sở hữu hết. Thế thì ta là người quản gia của Thiên Chúa, có nghĩa là Thiên Chúa ban tặng cho mình tất cả những cái sở hữu đó. Vấn đề là mình sử dụng những sở hữu đó như thế nào. Nếu ta sử dụng theo hướng đi của tình yêu, theo hướng đi của vĩnh cửu, thì ngay từ hôm nay ta đã được gọi là người quản gia trung tín và khôn ngoan của Thiên Chúa. Và nếu thế thì một ngày nào đó, khi mà mình xuôi hai bàn tay và không đem được gì hết, thì bên tai của mình có tiếng gọi đầy an ủi của Thiên Chúa: hỡi người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, con hãy vào lãnh lấy phần gia nghiệp đã dành cho con từ thuở đời đời.